Ghế ngồi.
nhân gửi mì. Ừ.
con đang về con mua đồ gì chờ ông à, giờ ông về ông nấu cho tụi con ăn à. Ừ. Con ở trong đây ông lấy đồ nấu cho anh nghe. Đi vô nhà chơi đi, đi nấu rồi đã. Ôm em. Đô, là ra ông trai này. Hoa, ngon quá hả? Hồi yên, để xuống đây, đây thôi, xuống nào, đi. Rồi, vào đây nè, khá giỏi. Ngon à? Ngon nhé, nó hay chưa? Ngon. Trời ơi, anh chụp ảnh con ai đâu mà anh. Ngon quá hả?
Dạ. Anh đây có anh này, đứa à? Anh này, anh này. Đúng rồi. Ngon không à? No rồi hả? Thấy chưa? Ừ, no rồi. Ừ. Nha. Đưa à. Đây à. Hết tao. Đây. Nhìn nè, con nhìn nè.